La Văn Hy 11 năm trước nhìn lạ lắm, đóng cảnh nóng với Đàm Tùng Vận trong phim Thanh Xuân cực hay. Có thể bạn chưa biết nhưng La Văn Hy và Đàm Tùng Vận từng nên duyên với nhau trong một bộ phim lấy đề tài tình yêu Thanh Xuân. Hôm ấy vốn chỉ là một ngày bình thường, thế nhưng nó đã trở nên đặc biệt với Phương Phương Đàm Tùng Vận. Đó là bởi cô đã nhận được một cuộc gọi từ Quách Dương La Văn Hy, chàng trai năm xưa cô từng yêu bằng cả trái tim cuồng nhiệt và tâm hồn không toan tính. Chuyện của Phương Phương và Quách Dương đã là quá khứ từ lâu, vậy mà chỉ một cuộc gọi hẹn gặp mặt từ anh, cô lại trở nên thơ thẩn và thả trôi dòng ký ức về những ngày còn mang cặp sách. Quách Dương là chàng trai mà cô từng thầm thương thích đến điên cuồng, làm dấy lên trong cô biết bao tâm tư thiếu nữ. Mỗi lần đi học về chỉ cần có cơ hội để đi lướt qua Quách Dương thôi, cô sẽ cảm thấy khẩn trương. Đến năm cấp 3 một bức thư anh gửi sau bao lâu mất liên lạc cũng làm cô đỏ mặt. Trong thư Quách Dương bảo trong lòng anh Phương Phương luôn là người con gái đẹp nhất. Dẫu vậy khi tự nhìn trong gương cô lại chỉ thấy mình giống chú vịt con xấu xí. Thế rồi Phương Phương đã xé tất cả thư, tạm gạt tình cảm với Quách Dương sang một bên để quyết tâm thay đổi mình. Tự hỏi trái tim cô biết bản thân muốn được nổi bật tỏa sáng và gặp anh ở khoảng thời gian đẹp nhất. Sau kỳ thi cao khảo thi đại học, Phương Phương xinh đẹp đã trở lại quê nhà Trần Viễn để tìm cơ hội gặp Quách Dương. Thế nhưng cô không chủ động liên lạc với anh mà muốn hai người phải tình cờ gặp gỡ. Đối với cô, đó mới màn tương phùng hoàn hảo. Phương Phương tưởng tượng ra vô số kịch bản về màn hội ngộ giữa họ. Đó có thể là một ngày đầy gió trên cây cầu xưa, một buổi hoàng hôn trên bến tàu, bên bờ sông lấp lánh. Hay cũng có thể là khi cô đang ngồi trên một con tàu còn anh đứng trên bờ. Tuy nhiên chẳng kịch bản nào trong số kịch bản này xảy ra. Điều đó khiến cô tự hỏi rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ của mọi người khác diễn ra hàng ngày, nhưng của mình thì bao giờ mới tới. Cuối cùng Phương Phương cũng gặp lại Quách Dương. Cô vô tình gặp anh khi đi ăn đêm trong bộ dạng mà vết thức ăn vẫn đang dính ở bên má. Nhưng không vấn đề gì cả vì Quách Dương vẫn cứ si mê cô. Lần đầu tiên đi chơi với nhau Phương Phương đã khóc. Hai người cùng chơi trò vượt thác và thuyền của họ bị lật. Cô đã sợ hãi đến nhường nào. Nhưng mà thật may khi ấy Quách Dương đã ở bên cho cô cảm giác an toàn. Đó có lẽ cũng là bước ngoặt khiến cô tự thích chuyển thành yêu. Buổi tối hôm ấy Quách Dương đã nói rõ lòng mình với cô hai lần. Lần đầu thông qua một bài hát, còn lần thứ hai lúc anh chính thức tỏ tình. Khi cả hai đã thuộc về nhau mọi thứ thật tuyệt vời, những điều đơn giản nhất bỗng trở nên thú vị lãng mạn. Họ cùng nhau trò chuyện, ngồi thuyền, ngắm xe lửa chạy và còn cùng bước lên chuyển xe rời Trần Viễn. Ở hành trình từ Trần Viễn đến thành phố Khải Lý, thời gian trôi qua thật nhanh vì cả Phương Phương và Quách Dương được ở bên nhau. Trước mắt họ cũng sẽ là những ngày tuy ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc. Thế nhưng đến lúc Phương Phương chính thức nhập học tại Quảng Châu, thời gian trôi thật chậm bởi đã lúc này chỉ còn mình Phương Phương với nỗi nhớ người yêu. Chưa được ở bên Quách Dương bao lâu, Phương Phương đã phải yêu xa. Cô nhờ ánh mắt anh nhìn mình và chợt nhận ra yêu xa thật khó. Cảm giác nhớ nhung khiến cô không thể nghe giảng tập trung. Những bạn bè xung quanh hưởng thụ, cô chẳng thèm đoái hoài. Được một thời gian, cô quyết định bất ngờ trở lại Khải Lý để tìm Quách Dương. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người họ khi ấy đã vui đến nỗi suýt quên cả hành lý. Giả như cuộc sống yêu xa của họ cứ diễn ra như vậy cho đến ngày tốt nghiệp, rồi họ sẽ lập gia đình sinh con cùng nhau thì thật tốt. Thế nhưng nếu như vậy thì đã chẳng có câu tình đầu là tình sang dở. Có một điều đáng chú ý khác, La Vân Hy và Đàm Tùng Vận không chỉ diễn những cảnh tình cảm mà họ còn đóng ca cảnh nóng với nhau. Dẫu vậy những phân cảnh này được xử lý khéo léo để không khiến cho khán giả cảm thấy phản cảm. Đây rõ ràng cũng là một điểm cộng cho tác phẩm của đạo diễn Ngô Na. Nếu phải tìm ra một điểm trừ nào đó, vậy thì có thể là ở dàn diễn viên phụ. Tuy nhiên gần như mọi cảnh quay trong gặp anh ở thời gian đẹp nhất đều xoay quanh hai nhân vật chính, vì thế điều này sẽ không quá ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả. Tin rằng với tác phẩm này, bạn sẽ có thể cùng khóc cùng cười, cùng sống lại những hồi ức về mối tình đầu theo dòng suy nghĩ của nhân vật Phương Phương Đàm Tùng Vận.